Vì định đi đâu? Đi nhà anh già chở đi đi chơi net á hả? Thôi giờ còn sớm mà đi chơi chút tiếng 2 tiếng về nha, anh vào đi chở bi ra đó giùm anh vào về. Đi về đi, không có đi bi đi bộ bi lội vào quải cũng vậy nha. Chơi 2 tiếng thôi nha. Giờ này 5 giờ chơi 2 tiếng, 7 giờ là về là vừa nha. Lấy về đi bộ về nha. Anh vào về luôn. Trên bảng đi, ca bảng gì coi. Mình ơi ơi mình ơi, cô dặn con đò sao con đò sông lé loi, cô gọi tôi mà sao tôi còn hãy nhớ thương ai. Đò ơi có gì sang sông để bên này, bên lỡ bên bồi, bên bồi bên lỡ, tôi cứ đợi chờ anh về bên tôi. Đi đi lấy đồ đi ông nội. Ủa Bi, cái ruộng người ta bơm để bắt cá hả Bi? Bơm để làm gì, trồng lúa bắt cá vậy? Mình thấy phía xa cái người bắt cá kìa. Sao Bi thuộc nhiều bài hát quá vậy? Bi tha bài nào cho anh nữa đi. Sông sâu có lúc mà người có khúc, tình em trao anh có khúc bên sông. Đi lấy đồ đi. Lấy đồ gì? Đi hát bài về lên quan đồng ruộng lúa kìa. Đồng ruộng mênh mông nắng chiều cũng ngao gấp công, một mảnh sông dắt déo trên hình châu, mọi người nên tiếng tiêu sầu mà trong câu hát mênh mông. Đi thuộc bài đó không, hát gì đi. Nói chuyện luôn. Thôi khỏi, cô đừng ngồi gặp đây nó đây. Nói chuyện, gặp nó nói chuyện mất công, hồi tôi gây lộn với nó chửi tôi nữa đó, nó chửi tôi nữa đó, mất công đó. Tôi bây giờ tôi muốn nói thiệt câu, tôi muốn yên tĩnh là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn nếu mà bây giờ đó tôi kiếm được mà 20-30 đó, tôi bỏ túi. Các anh chị thì hiện tại mình đang có mặt ở nhà Bi, thì trên đường về từ nhà Bi đến về nhà mình thì bắt gặp một bà cụ là ngồi là có là dựng một tấm bảng là ở đây cũng rất là lạ các anh chị. Bên trong để mình hiểu. Kính chào quý ông bà, cô bán đến kinh giờ vui vẻ. Giờ đi trên đường hay gặp mấy cô đang ngồi đây đưa cái bảng đi lên thì có cô bán à? Không biết cô đang là ngồi đây để làm gì à? Cô ngồi bà nắng vậy cô xin tiền hả? Ngồi đây coi cho nó mát cô. Cô ngồi góc mát để tụi con nói chuyện cô một chút. Rồi đây là cô. Rồi cô ngồi đây đi. Đây. Rồi ngồi xuống, cho con mượn cái bảng này kìa, có lấy gì cho cô? Con tạm mấy tiếng nghe nói chuyện giúp nó gõ cô. Rồi. Cô cho con hỏi cô tên gì? Thái Mỹ Trang. Thái Mỹ Trang hả? À. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi? Sinh 59 á. 59 hả? Sinh 59. 59 là năm nay là 64-65 gì á. 64 tuổi. Rồi sao nhìn cô hốc hác quá vậy? Là cô nhìn ốm nhom ốm nhách vậy? Thì cũng như có nhiều cái bệnh, những bệnh viêm xoang sàn trên đầu á, là nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ, nó bị khó ngủ. Như là thêm phần nữa như tôi nói là cái hoàn cảnh tôi đó, là tối tôi không ngủ. Sáng đèn. Cô qua bên đây cô, có con chó nó sủa những người trước nhà ta là hơi ngột. Con ngồi trước trước đây, đây con dắt xe ra cho con ngồi nè. Rồi con ngồi ngay cái cột đi. Rồi ngồi đây cho nó mát. Tôi á thiệt á, nói thật, tôi ngồi ở đâu, tôi ngồi ở đâu cũng vậy. Nó làm như là chó nó kêu, gà nó gáy. Sao vậy, chó đuổi cô đi hay sao? Thì tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Đó nha, tôi đi cái chó nó không sủa. Cũng như tôi nói với hai thầy rồi hồi nãy đó.
như hai thầy quay mấy cái này là coi như là sẽ có ảnh hưởng tới hai thầy thôi. Sao ảnh hưởng cô? Sự giúp đỡ của hai thầy coi như là không biết rõ mà lại giúp đỡ tôi như vậy, trong khi đó cái mặt trái của tôi thì là nó rất là phức tạp, mà chính tôi bị oan mà tôi không nói được. Cô bị oan vụ gì mà cô nói chuyện gì con không hiểu đó vậy cô? Thì tôi như tôi nói nãy nói thầy đó, đó tôi bị oan vậy mà thực là sự, sao? Tôi không biết cái gì hết á. Nhưng mà bây giờ tôi không... Cô làm gì mà bị oan là sao? Cô nói chuyện gì con không hiểu cái vấn đề gì luôn á. Con mới gặp cô mà. Thì đúng rồi, thì đó trước chính tôi cũng không hiểu, nhưng mà tôi chỉ biết rằng tôi đã có gặp những cái chuyện mà cái bọn bị oan. Nhưng mà tôi không nói được. Mà cô oan chuyện gì con? Ai làm gì cô mà cô bị oan là sao? Tôi hả họng thì mắc oai. Cô tên gì con quên rồi, nãy cô nói tên cô gì ta? Nghe tên nói gì chuyện. Cô? Dạ cô Trang, cô Trang. Cô Trang hả cô? Cô Trang năm nay 64 tuổi. Bây giờ vậy nè. Thì bây giờ đơn giản. Bây giờ hai thầy cứ việc đi xuống quận 5, đi tới phường 5 kiếm công an phường. Ở đây là Bình Chánh mà cô biểu đi công tụi con qua bản làm gì? Thì xuống đó thì cứ có những vấn đề nó liên quan tới ở dưới. Là tôi thì bị oan từ ở dưới đi lên tới đây. Mà cô oan chuyện gì cô? À chắc cô có cái thời gian trước cô ở quận 5 hả? À. Rồi cuối cùng sao cô lưu lạc tới Bình Chánh cô ở vậy? Thì bởi vậy tôi mới nói là tôi có rất nhiều vấn đề phức tạp mà tôi không nói được. Là tôi hả họng mắc quay. Mà mắc quay là bây giờ hiện tại là quê cô ở đâu lên cô? Không có quê, ở đây. Ở đây là chợ là sao cô? Ở chợ là con nó mướn. Rồi cô làm gì để sống? Thì đó đi bán vé số vậy đó, nó có mướn phòng trọ cho tôi. Nói chung là trong này nó rất là phức tạp. Tôi nói là tôi nói một lúc hết là không có được. Mà gia đình cô được mấy đứa con lên cô? Con đứa. Con đứa con hả? À. Gái ăn trai cô? Gái. Hôm nay là cô đi xin gạo ăn á hả? Hả? Cô đi xin gạo đi bán vé số đi ăn á hả? Con thấy cô lượm da chai có bạch da chai đó mà hả? Vừa bán vé số vừa lượm da chai. Rồi hôm nay bán không được gì luôn hả? Cô đói bụng luôn, cô để các bạn á hả? Bán thì cũng được 20-30 vậy thôi. Mà 20-30 con thấy cô lượm da chai bán vé số là 20-30, sao bịch nhỏ xíu vậy, sao bán được gì? Để nó lượm được chai nào đỡ chai đó, tại vì lượm mấy cái chai nước suối thôi chứ mình nếu mà mình lượm mấy cái đồ tốt thì đâu có cho mình lượm đâu. Đồ tốt chẳng hạn như mấy cái đồ bự của người ta đem để dành cho bán. Mà ngày cô bán được nhiêu tờ mà tờ số thiết lên con? Hả? Ngày bán được nhiêu tờ con? Không có nói ngày được. Khoảng 10 giờ tôi mới bán. Dạ. Thì khoảng tới 2 giờ mấy, 2 rưỡi 3 giờ gì đó. Tôi bán thì giỏi lắm thì cũng được có 60-70 ngàn. Mà là cái 60-70 ngàn này là người ta cho tôi 15 tờ trước. Tôi đi bán xong rồi tôi hoành trở xuống tôi trả cho người ta 15 tờ tiền. Rồi người ta mới bắt đầu lấy từng tờ một, 1.000 đồng tờ làm 15.000 cho tôi. Cho tôi lấy từ chỗ đó tôi lấy thêm 15 tờ tôi đi lên bán đó vòng vòng trong chợ đó. Rồi tôi từ trong chợ tôi bán hết rồi tôi mà cô đi để 60-70 ngàn sao kêu đụm nha trai chứ nó không chập chung bán cái số để bán. Dạ. Là hiện bây giờ là cô không có gạo ăn bán xong không có gạo ăn luôn kỳ vậy? Đâu có, đâu phải là gì đâu, thì lụm được thì lụm, bán được thì bán. Cô hỏi thì cô nè, bây ngày một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Nói chính xác lại đi là bao nhiêu tờ? Cô nói cho mình thì mình bán. À là cô. Ngay giống như cô bán giùm đại lý đó ha, không có người bán là họ mới cho cô đi bán hay sao? Không phải, đại lý là phải có vốn. Còn bán cho cá nhân thì nó bán cho cá nhân ai dư cô giấy số để vậy đi bán, tại vì giá bán cá nhân ta lời có 1.000 tờ mà giao cô lấy gì ta lời? Thì thầy cứ xuống đó hỏi đi, ngay chỗ bia sạch ta có cái cô... ngọc đó chỉ giao đó 15 tờ. 15 tờ một lần đi bán vậy hết là đi về lấy tiếp bán vậy hả? Ừ. Là một ngày cô đi vậy sao mà đi bộ sao đi mấy chập vậy mà bán được bao nhiêu tờ? Mấy chập đó đi. Con nghĩ cô một ngày bán được cao lắm chừng 20-30 tờ là cùng đúng không? Không, có thì mình bán được. Đúng không, mà không có là tầm đó đúng không? Tại vì đâu phải lúc nào cũng được 60 tờ, tại kêu đi 4 chập như vậy là hết thời gian rồi. Ừ, thì đi đó tôi đi hoài hoài. Tại vì cái điểm mà cô kể từ cái bi sạch xuống chỗ đó là xa, rất là xa, mà cô đi bộ rồi đi 2-3 chập rồi sao đi trong vòng 4 tiếng bán sao hết. Bán hết 15 tờ quay về 15 tờ. Dạ. Thì con nghĩ ngày cô lắm cao lắm bán chừng cao lắm là 20 tờ 30 tờ đúng không? 30 có khi 35 có khi đó. Tầm đó thôi chứ làm gì ra 60 được. Cô được 60 cũng như hiếm lắm á, giống như là bữa nào cô bán bán vừa cô vừa đi ra mới được được hết cái điểm cô nói quá xa mà con hiểu mà. Cũng như được cậu mua hơi 3 tờ vậy đó. Thành ra tôi thấy là cái vấn đề này á, nó nói nhìn vào thì nó là cái gì, nhưng mà thật sự nó cũng bình thường đối với tôi.
Thấy không, trong cuộc sống tôi đã nhìn thấy nhiều rồi đó. Bởi vậy hai thầy á giúp tôi biết, tôi hiểu. Hình như cô có vấn đề kinh sao cô anh chị? Cô mà cô bị bệnh hả cô? Bệnh. Có bệnh hoạn gì không? Có, tôi bị viêm xoang sản. Tại cô nói chuyện có hiểu á. Cô đi ngoài nắng nhiều khi cứ bị hơi sảng sảng á. Cho thấy thấy cô nói chuyện lúc này lúc nọ. Mà sáng ngày cô ăn cơm nước gì cho cô? Ăn rồi, có gì thì nhiều khi gặp cách nó cho thì là ăn thì... sáng thôi chứ giờ này cô còn đi xin gạo với về nấu ăn nữa mà đúng không? Mà ở nhà con cô không cho nó ăn cho mà cô đi xin gạo cho cô. Con gái cô á. Hả? Có cho con ăn cơm không? Cô tự bán tự nuôi mà. Tự bán tự nuôi luôn hả? Đó, nó gây lộn nữa kìa. Trời cô giấu á. Hiện tại cô rất là khổ con anh chị. Cậu sẽ bị phiền phức mà chính tôi cũng bị người ta sẽ đánh một cháu hỏi ở tôi nữa. Thấy cô nghèo khổ cô đi xin gạo cơ cái gì là cô sợ tôi con quay lên là sợ con cô thấy la hay gì mà cô không có liên quan tới vấn đề này cũng như cô có người xuống rồi cô con nói chuyện này con thấy rồi con cái cô vậy rồi cái gì con giúp đỡ cho thấy cái cầm cái bảng này lên là sợ con la vậy vậy. Không bây giờ mấy cái clip này từ hai cậu đừng có quay nữa, hãy bỏ đi. Tôi nói thật lòng một câu mà hai cậu bây giờ trước nhất đầu tiên hãy thẳng thắn mà đi thẳng xuống chỗ tôi muốn phòng trọ, kiếm bà chủ nhà nói chuyện đàng hoàng, hỏi về lý lịch lai lịch tôi. Sau đó rồi hai cậu đừng có nói hai cậu cho tôi 10.000 tôi cũng lấy, còn bây giờ cho tôi 1 đồng tôi cũng không lấy. Tôi nói thẳng một câu là như vậy. Tôi già không tụi con không phải là bên công an đâu, cô đừng có sợ, không phải bên công an quận 5 qua đâu. Công an nào cũng vậy hết trơn á, tôi không có sợ. Tôi nói thiệt tôi không có sợ, tại vì tôi từng phải tôi nói con thấy cô nhịn ăn nhịn gói gân gốc không mà ốm nhôm nhất nè. Tôi đã từng kêu bạn gì tự giận cắt mặt máu mà xong rồi mới đưa tôi lên đây. Cô chưa nắng cơ có vấn đề lần trên đó, tôi bị cắt mặt máu mới xuất hiện cái là đưa tôi lên đây ở. À, cô cứ người bình tĩnh nghe cô nói chuyện để tìm cách giúp đỡ cô nè, tại vì cô sợ con gái cô phát hiện cô cầm bản này đúng không? Không phải cô ấy đi để con nói chuyện nè. Bây giờ hai cậu cứ việc bỏ hai mấy cái clip này đi, đừng có quay. Cô đây muốn giúp đỡ con, quay giúp đỡ con được rồi. Tôi nói là bây giờ trước nhất muốn quay cho không muốn giúp đỡ tôi cứ việc xuống chỗ phòng trọ của tôi đã. Thì cô ngồi đây để con xuống phòng trọ, con trở về phòng trọ cô luôn rồi. Cô ngồi đây để con hai con cứ việc hỏi thẳng. Dạ. Hỏi thẳng hoàng rồi đây con về con gặp con gái cô nói chuyện luôn. Cô ngồi đây nói chuyện, gặp nó nói chuyện mất công hồi tôi gây lộn với nó chửi tôi nữa. Đó. Nó chửi tôi nữa đó, mất công đó. Tôi bây giờ tôi muốn nói thiệt câu, tôi muốn yên tĩnh. Là điều thứ nhất, điều thứ hai. Tôi muốn nếu mà bây giờ đó tôi kiếm được mà 20-30 á tôi bỏ túi. Nhìn đó, tôi lấy cô tiền để cho là... mèo à, mua cá cho mèo ăn. Khổ quá bà con với anh chị. Cô còn đi thất thở rồi. Nếu mà thì bây giờ là cô đó. Sợ con gái phát hiện nữa, con có anh chị thì cô đi xin đi này sợ con gái về la nữa bà con. Đó thôi thì bây giờ hai cậu bỏ cái clip này đi. Đừng có quay nữa. Rồi á hả đi về chỗ phòng trọ. Rồi bây giờ là đi về phòng trọ con gái cô luôn rồi con cầm cái bảng này xuống con gái cô luôn nha. Con nói chuyện con gái cô. Con gửi cho cô nè. Cô ơi rồi. Thôi con không xuống nhà cô đâu. Không. Cầm con gái cô, coi sợ con gái cô nè. Không xuống phải nếu mà muốn giúp đỡ tôi, nếu muốn tôi lấy đừng nói muốn giúp đỡ tôi 10.000 ha. Cũng được nhưng mà phải xuống phòng trọ nói chuyện với chủ nhà tôi. Rồi cô cho sở phòng trọ đi rồi còn cho nên là cô nè. Rồi bây giờ cất tiền vô đi. Nè cô ơi. Không trả cái bảng cho cô luôn nè. Cô. Cô đi bộ về nhà. Giờ có nào cô? Cô này rồi tội nghiệp quá nó tí chần ha. Hiện tại thì cô đi lên thang nhiều vậy mà con bác ốm đói như vậy mà con. Là hiện tại sợ cô con chưa nắng như thế này cô có vấn đề thần kinh. Cô là không được tỉnh táo cho mấy. Cô ơi, nè, cô bỏ cái bảng ra cho gửi cô nè. Bảng này cô. Con có tiền nữa rồi cô. Cô ơi. Cô biết con biết cô bị quan rồi, cô cứ lấy đi rồi, con đâu phải là cơ quan nhà nước gì đâu mà. Không, tôi không cần. Cái nào mà thầy biết rõ ràng hoàn toàn. Bây giờ nhà cô đâu con chở cô về nhà trọ này, bây giờ gửi cô 100.000 là đừng bán vé số hôm nay về nhà nghỉ đi. Rồi đi về hết. Tôi đâu có hết còn số nó đâu tôi đi kiếm rồi. Vậy bây giờ cô đi đợp cái chai nó thấy có cái chai này nó nè. Thôi bây giờ anh gửi cô nè. Coi như là tình nhỉ. Ê bây giờ con chở cô về nhà trọ. Tôi tin. Rồi cất tiền đi. Cất tiền không phải phá qua. Không. Chở cô về nè. Không. Nhà cô đâu lận. Cô. Trời rất là tội nghiệp cô và con cô bác anh chị. Có cái này cô có cái này có thể cứu sốc về tâm lý hay con cô bác chị. Nhìn cô rất là
ốm em bà con cô bác anh chị đi liêu khiêu trên con đường như thế này nè. Bạn gửi cho con 100.000 nè. Rồi cho cô 200 nè. Cô ơi. Cô này sợ. Có thể cô ngại xuất hiện trên cộng đồng mạng với bà con cô bác anh chị. Rồi anh gửi cô 200 nè. Rồi có gì để con gái cô có gọi cho tụi con thì tụi con nói cho, không sao đâu. Cô ơi. Cô Trang nè, anh gửi cô nè, cô Trang ơi. Con gái cô mà nói gì tụi con rồi, tụi con nói ra chuyện cho. Trời ngày cô bán cái số có 20-30 ngàn là gửi cô nè. Trời ơi cô, nếu tụi con nãy không quay clip là cho tiền cô lấy rồi đúng không? Tôi thật lòng mà, có phải là tôi giả dối đâu thầy. Cô chậm 200 ngàn không phải đây cô. Bây giờ tôi hỏi một câu nè, tóm tắt nè. Bây giờ tôi hỏi câu tóm tắt hai, hai thầy có tin tôi không? Tin phải không? Rồi tin thì cất tiền đi là một. Hai là cứ việc đi xuống chỗ phòng trọ tôi hỏi cho già lẻ cô lên xe cái lý lịch của con người này đây bây giờ như thế nào giờ lên xe dạ đi rồi. Con trở về nhà trọ cô luôn, là cầm tiền trở về nhà trọ cô luôn. Cầm tiền sao vậy? Cô sợ con gái cô hả? Không phải, đây là cái bản chất bản tánh của tôi. Nếu mà muốn hôm nay cô ăn gì chưa mà sao cái bụng cô ốm ra ốm nhách rồi không có cái bụng luôn kìa. Nhìn như bộ xương di động luôn á. Trời ơi con gái cô cho cô ăn cho cô đói vậy cô. Cô đừng mình với nè, nóng là con nổi lên cô. Trời ơi, con đồ nón với con anh chị. Giờ chưa nắng luôn mà cô bán cái số ngày có mấy chục tờ. Nhìn con rất là tội luôn nha. Hình đi rút rút luôn ha. Tội quá trời tội luôn. Hiện tại con nhịn đói chắc lâu ngày lắm chú giàu. Không ăn uống hết trơn. Đi rồi nắng da đang xì đang cạnh luôn. Đi liêu khiêu thất.